Chào các bạn, video này mình sẽ review về ICO là ICO Token Sale Herocoin. Hiện tại thì ICO này có trang web chính thức của mình tokensale.rsc.com. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trong web của chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin về dự án này. Herocoin.com, đây là một dự án ICO nói về tương lai của tương lai an toàn không dây được hỗ trợ bởi công nghệ AI, sử dụng sử dụng dữ liệu lớn, trí thông minh nhân tạo và blockchain. Herocoin.com đã cung cấp nguồn cho thế hệ bảo mật mạng tiếp theo. Hiện tại thì đang ở trong giai đoạn thứ nhất của ICO, ICO ngay bây giờ với mã mức tiền thưởng là 20%. Các bạn có thể click tại đây để tham gia bán mua mã thông báo, mua bán mã thông báo và các click tại đây. Còn đây là điểm số của bên đơn vị ICO Rate đánh giá đối với dự án ICO của chúng tôi là 4.8 điểm. Các bạn hãy click vào đây để xem video giới thiệu sơ qua về dự án ICO của chúng tôi. Khi xong vào dự án thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về bảo mật không an toàn bị hỏng, các mối đe dọa luôn đi trước hai bước. Các mối đe dọa và tấn công an ninh mạng đang gia tăng theo tỷ lệ mũ theo năm. Các sản phẩm và giải pháp an ninh mạng hiện tại vẫn lỗi thời và không hiệu quả. Dữ liệu mối đe dọa tiếp tục được kiểm soát bởi các tổ chức và chính phủ lớn. An ninh mạng sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu việc làm với hơn 3 triệu vị trí vào năm 2020. Giải pháp thì bảo mật không phân quyền sẽ được cung cấp bởi trí thông minh nhân tạo, bảo vệ thông minh chống lại các mối đe dọa trong khi cung cấp bồi thường cho việc đóng góp dữ liệu mạng và làm cho các giải pháp trên thế hệ tiếp theo tự do sẵn có cho tất cả mọi người. Với lọc phản ứng hồ quang, HeroIC là một tình báo mối đe dọa mở phi tập trung, thu thập, biến đổi và phân phối dữ liệu mối đe dọa vì lợi ích của cộng đồng. Người giám hộ HeroIC là một nền tảng dựa trên đám mây thống nhất, kết hợp với dữ liệu mối đe dọa với trí tuệ nhân tạo để dự đoán và ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng. Nền tảng RSD cho phép các nhà phát triển và tổ chức tương lai trực quan và lập trình với dữ liệu mối đe dọa của ARC, Reactor và xây dựng các giải pháp tùy chỉnh của riêng họ. Các bạn có thể kích tại đây để tải xuống bản White Paper ngay tại đây để tìm hiểu thêm thông tin về dự án ICO của chúng tôi. Và làm thế nào để nó hoạt động? Thì đây là mô hình hoạt động của dự án ICO HeroIC của chúng tôi. Với Chase Miner cá nhân, các thợ mỏ mối đe dọa nhận được sự bảo vệ mối đe dọa thông minh cho khi cho phép thiết bị của họ ẩn danh trở thành một phần của hệ sinh thái HeroIC.com. Các mỏ đang tham gia vào các chạy phần mềm bảo vệ mối đe dọa trên thiết bị của họ và sử dụng nó trong hoạt động hàng ngày bình thường. Gặp phải các mối đe dọa liên tục khi qua lá chắn giấu tên và để loại bỏ bất kỳ thông tin hiện diện cá nhân nào và sau đó sẽ chia sẻ với ARC Reactor về lợi ích tốt hơn cộng đồng. Khi thợ mỏ mối đe dọa hoặc phải xác minh và đóng góp các mối đe dọa, họ nhận được bồi thường cho những đóng góp của họ dưới dạng mã thông báo HRO. Lợi ích cho người khai thác mối đe dọa là bảo vệ mối đe dọa thông minh, bồi thường cho chức tham gia trên mạng, truy cập vào HeroIC, Guardian và bảo vệ thiết bị dịch vụ đám mây, giúp làm cho thế giới an toàn hơn. Các bạn có thể kích tại đây để đóng góp ngay vào cá nhân hóa của cách hoạt động của dự án ICO HeroIC. Đối với các tổ chức thì các tổ chức cần thiết cho hệ sinh thái HeroIC.com thì chúng đóng góp một lượng lớn dữ liệu đe dọa, cung cấp cung cấp cho thị trường hiệu quả và dữ liệu của nó. Các tổ chức sẽ có quyền truy cập và mở rộng hệ sinh thái để sử dụng cho việc bảo vệ dữ liệu của họ, nhận bồi thường cho dữ liệu được đóng góp, tích hợp và các sản phẩm tích hợp của dịch vụ có thương hiệu bên thứ ba và xây dựng phần mềm của riêng họ. Các tổ chức có thể bao gồm các doanh nghiệp, trường học, các tổ chức phi lợi nhuận, hồ bơi, khai thác mỏ, chính phủ và các tổ chức khác. Với các lợi ích của tổ chức, thứ nhất, bồi thường cho việc tham gia dữ liệu, truy cập và trao đổi thông minh với mối đe dọa mở, nâng cao các giải pháp cyber của bên thứ ba, xây dựng các giải pháp và ứng dụng điều chỉnh. Các bạn hãy đóng góp ngay cho các tổ chức bằng cách kích ở đây. Tiếp theo, cho nhà phát triển thì đối với các nhà khác phát triển thì sẽ mang lại các lợi ích như truy cập vào kho lưu trữ tình báo đe dọa,
cộng đồng các nhà phát triển mạnh mẽ, khả năng nghiên cứu, xây dựng và kiểm tra thuật toán, dùng doanh thu của thu cho nhà phát triển chuyên gia bảo mật, bồi thường cho các thuật toán chặn mối đe dọa, tải xuống và sử dụng dữ liệu cho nghiên cứu và sản phẩm, xây dựng các phi tập trung. Các bạn hãy đóng góp cho nhà phát triển bằng cách click ở đây. Tiếp theo về lợi ích khi tham gia thì mở IPOTIS Trade Protection, nhận quyền truy cập cao cấp vào nền tảng an ninh mạng thống nhất của chúng tôi và quản lý tất cả các phần trò chơi an ninh thông qua gian mạng và sử dụng trí tuệ nhân tạo để chặn các cuộc tấn công và đe dọa trực tuyến. Bồi thường mối đe dọa, dễ dàng nhận thẻ HRO khi cần thiết, bị của bạn ẩn danh sẽ chia sẻ dữ liệu đe dọa được thu thập khi bạn lướt web, tải xuống các tệp và chương trình thông qua việc sử dụng thiết bị thông thường hàng ngày. Giúp bảo vệ thế giới thì thông tin và quyền riêng tư của chúng tôi có nguy cơ, hãy là một phần của điều đó độc đáo và giúp chúng tôi phát triển hệ các giải pháp an ninh thông qua không gian thông minh tiếp theo để bảo vệ thông tin của thế giới một cách thông minh. Về chi tiết của mã thông báo với tổng số thẻ đã tạo ra lên tới 1 tỷ token sale hấp hợp là 41 triệu đô với việc phân phối mã thông báo 50% giảm giá trên token thị trường và tiền thưởng 25% cho ưu đãi hệ sinh thái và 25% cho quỹ tăng trưởng HeroIC. Với phân bổ quỹ thì 42% cho phát triển, 22% cho hoạt động, 18% cho tiếp thị, 10% cho đội HeroIC, đối tác là 5% và pháp lý 3%. Về hệ sinh thái, đây là lộ trình phát triển của dự án của chúng tôi đưa ra mốc đầu tiên của danh sách giao dịch bán hàng vào quý 2 năm 2018. Cho đến hiện tại thì chúng tôi đã đưa ra các chương trình pre-ICO và chúng tôi có các kế hoạch phát triển cho tương lai sang năm 2019 thì sẽ không có các kiến trúc, cơ sở dữ liệu tri thức và công cụ phần mềm bổ sung. Còn đây là các thành viên đội ngũ phát triển của chúng tôi. Tiếp theo đây là các thành viên của đội cố vấn ạ. Và các đối tác của chúng tôi như Ben, Google, Snap Corner, Via, Ismo, Blackhouse, Security v.v. Và đây là các bản tin trên các trang mạng mà chúng tôi đã thông cáo báo chí như bên Forbes có đưa tin của chúng tôi như là HeroIC.com dự định phá vỡ an ninh mạng với AI và blockchain vào ngày 8 tháng 2 năm 2018. Tương tự như thế thì chúng tôi có tất cả rất là nhiều các bài viết ở trên các trang mạng như là Coin Central, The Street, Me, Didiset News v.v. Các bạn hãy tham gia chương trình ưu đãi của HeroIC.com bằng cách để lại địa chỉ mail của mình ở đây và tham gia xem xét thư gửi của chúng tôi bằng cách click ở đây. Chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn những cập nhật mới nhất về mã thông báo cũng như về sự phát triển của dự án. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.